Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bây giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó rồi hôn lấy hôn để. Người con trai lúc đó thưa rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Người cha bảo đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về đến nhà nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo để ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Qua bài tin mừng hôm nay, mời gọi mọi người chúng ta hãy chỉ chú ý đến một hình ảnh thôi. Đó chính là hình ảnh của người con thứ, hình ảnh của đứa em. Cái anh này anh tội lỗi dữ lắm, tội anh ta rất là lớn. Anh ta xin chia gia tài khi cha của mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Và sau khi có được gia tài thì anh ta đã bỏ nhà ra đi để có thể được tự do ăn chơi trác táng. Và chúng ta thấy hậu quả cuối cùng là gì? Anh ta đã bị phá sản, phá luôn cái nhân phẩm, phá luôn cái nhân cách của mình. Tuy nhiên điều may mắn là cuối cùng anh ta đã biết sám hối, đã biết đứng lên để quay trở về với cha của mình. Sự can đảm sám hối này đã giúp cho anh ta đón nhận được lòng thương xót của người cha, và nhờ đó anh ta được phục hồi địa vị và nhân phẩm của mình. Như vậy hình ảnh của người con thứ cho chúng ta thấy rõ một điều này:
Sám hối là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho con người chúng ta được sống trong ân sủng của Chúa. Hay nói cách khác, nếu như mỗi người chúng ta muốn đón nhận được ơn cứu độ thì sám hối chính là yếu tố cần kiếp nhất. Có một câu chuyện như thế này. Một hôm Thiên Chúa sai sứ thần xuống trần gian để tìm cho bằng được một điều gì đó quý giá nhất. Sứ thần vâng lời liền xuống trần gian. Ngài xuống nơi đang có chiến tranh. Ở đó máu đổ ra rất là nhiều, máu của những vị anh hùng, máu của những vị chiến sĩ. Sứ thần liền lấy một ít máu đem về trời, đưa cho Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn và Ngài không vui lắm. Ngài nói máu đổ ra vì đất nước, vì đức tin, vì giáo hội đúng là đẹp và quý giá lắm, nhưng nó chưa phải là điều quý giá nhất nơi trần gian. Thế là vị sứ thần lập tức phải xuống trần gian một lần nữa để tiếp tục tìm kiếm. Lần này sứ thần gặp một đám tang của một người giàu có. Cái người này khi còn sống đó, anh ta sống tốt lắm, sống quảng đại với mọi người, giúp cho nhiều người lắm. Do đó cái đám tang của anh ta có rất là nhiều người đi theo đằng sau, rất nhiều người nghèo đi theo, vừa đi vừa khóc, vừa đi vừa song hương cho cái vị ân nhân của mình. Thấy cái cảnh đó đẹp quá, cho nên sứ thần mới lấy một chút hương khói đó đem về thiên đình dâng cho Thiên Chúa. Thiên Chúa vui lắm, Ngài đón lấy mùi hương. Tuy nhiên Ngài vẫn chưa chịu, vẫn chưa cho đó là món quà quý giá nhất nơi trần gian. Ngài nói đúng là lòng biết ơn của con người quý giá thật, nhưng nó chưa phải là điều quý giá nhất. Vậy là sứ thần phải tiếp tục xuống trần gian lần thứ ba. Lần này sứ thần đi lâu hơn, Ngài phải rảo khắp tứ phương thiên hạ để tìm cho bằng được cái điều quý giá nhất của cuộc đời. Đi hoài tìm mãi mà không thấy. Ngài mệt quá cho nên mới ngồi ở bên vệ đường dưới một gốc cây đó. Thì khi đang ngồi nghỉ như vậy, Ngài chợt nghe một tiếng khóc của một người đàn ông. Người đàn ông này khóc nhiều lắm. Sứ thần mới hỏi tại sao ông khóc quá trời quá đất vậy. Người đàn ông này mới nói: tôi đã nhiều lần trong cuộc đời này chiều theo những đam mê dục vọng, chiều theo những cám dỗ để phạm tội. Do đó nước mắt là bữa cơm hàng ngày của tôi. Vị sứ thần lập tức hứng lấy những giọt nước mắt nóng hổi đó đem về trời, những giọt nước mắt sám hối. Thiên Chúa hứng lấy những giọt nước mắt, Ngài nhìn lâu lắm, và Ngài cuối cùng Ngài nói: ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là điều quý giá nhất nơi trần gian. Ngài nói là trên trần gian này không có gì đẹp và quý giá cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức, có khả năng để canh tân đời sống của con người. Tuy nhiên, sở dĩ Ngài nhìn vào những giọt nước mắt sám hối đó thật lâu, bởi vì Ngài muốn kiểm tra xem đó có phải là những giọt nước mắt sám hối thực sự hay không, hay là những giọt nước mắt sám hối giả tạo mà thôi. Ngài nói những giọt nước mắt sám hối giả tạo đó chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng những giọt nước mắt sám hối thực sự có thể biến đổi mùa đông giá rét của lòng người trở thành mùa xuân của hy vọng, của tình yêu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta rất là thích sự sám hối của con người. Bằng chứng là Ngài nói, có lần Chúa Giêsu nói đó, trên trời sẽ vui mừng gấp bội khi có một người tội lỗi sám hối ăn năn, hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn sám hối. Ai ai trong chúng ta mà không có tội? Không tội lớn thì tội bé, không tội nặng thì tội nhẹ, không ít thì nhiều, khi nào cũng có cả. Ý thức được điều đó, mời gọi mọi người chúng ta hãy tận dụng những ngày còn lại của mùa Chay Thánh này để tích cực sám hối. Dù chúng ta đang ở trong độ tuổi nào, lớn hay bé, già hay trẻ,
dù chúng ta đang ở trong tình trạng nào, mắc dịch hay là không mắc dịch, mắc dịch Covid đó, dù chúng ta đang ở trong tình trạng khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, địa vị thấp hay địa vị cao, hãy tích cực sám hối đi. Sám hối để Thiên Chúa được vui, mà hễ Thiên Chúa vui thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ vui. Hễ Thiên Chúa vui thì cuộc đời của chúng ta sẽ được bình an và dư tràn ân sủng. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là đấng rất dân từ, lúc nào Ngài cũng chờ đợi, lúc nào Ngài cũng mong ước được ôm lấy những tội nhân, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng đón lấy và tha thứ cho mỗi người chúng ta. Nói một cách khác, dù con người của chúng ta có tệ bạc, có xấu xa đến cỡ nào, thì sự bao dung của Thiên Chúa vẫn có đủ khả năng để tẩy xóa. Bởi lẽ nơi Thiên Chúa luôn có một nguồn tình yêu không bao giờ vơi cạn. Chính vì thế, hãy mạnh dạn lên anh chị em, hãy can đảm lên, chúng ta hãy đứng dậy ngay lập tức để quay trở về với Thiên Chúa là cha của mình. Hãy đứng dậy để quay trở về với Chúa ngang qua sự sám hối của mình mỗi ngày. Hãy nhớ là chỉ cần chúng ta sám hối thật sự thì vị trí trong nước thiên đàng sẽ luôn là một bảo đảm vững chắc cho mỗi người chúng ta. Amen.